OK, shop phụ kiện PSP Tú Anh xin chào đến tất cả anh em và các bác kami nhé. Vẫn đang uh, tiếp tục lắp ráp những khẩu súng hơi, súng em khí, súng bắn chim để trả hàng những anh em đã tin tưởng và là hàng bên shop nhận qua hình thức đó là lắp ráp, căn chỉnh, gửi xe nguyên cây. Thì uh, ngày hôm nay em sẽ có một uh, chút đồ thanh lý cho anh em. Nhưng mà cái em nói luôn là em không sẽ không thanh lý ở video này nhé. Đấy, có rất nhiều van này, cũ van hỏng để thanh lý cho anh em nhưng mà em sẽ làm một cái video mới ở dưới kênh này đấy làm một kênh mới anh em có thể là qua kênh đấy em sẽ giới thiệu chi tiết về cái món đồ thanh lý này nhá em nào mà có nhu cầu muốn mua đồ thanh lý uh, giá rẻ thì có thể là qua kênh mới bình uh, để lại bình luận ủng hộ bên dưới cũng nhá đấy còn uh, ngày hôm nay em sẽ lại lên uh, giới thiệu đến cho anh em những khẩu súng hơi súng nén khí mà anh em đã tin tưởng và hàng bên shop nhận qua hình thức đó là lắp ráp căn chỉnh gửi xe nguyên cây ngày hôm nay thì uh, sẽ có 3 khẩu Condo Talon cấu hình tầm trung uh, Condo Z Talon cấu hình tầm trung Và FXP lỗ cấu hình khá nhá Thì ba mẫu này thì đều lắp ráp Để trả hàng những em nhận quan thức Đó là gửi xe Thì đầu tiên đó là mẫu X29 này Là của anh khách người Điện Biên Tiếp theo nữa là mã X30 Là của anh khách người Đắc Du Đắc Lông à. Và mã X31 Là của anh khách người uh, Gì Di Linh Lâm Đồng hay gì ấy ở nói chung là anh khách người lâm đồng nhá thì, thì đã hoàn thiện lắp ráp để trả hàng những em thì sau khi là một video ngắn giới thiệu đến cho anh em tham khảo thì em sẽ đóng hàng gửi trả những bác khách này các bác nhá thì hàng của anh khách nào thì anh đi vào nhận hàng giúp em vẫn đang lắp ráp rất chi nhiều để trả hàng anh em đây đấy ngày hôm nay thì giáp toàn fx thôi đấy. video sau là video giới thiệu về cho anh em về những khẩu fx giá rẻ giá tầm trung các bác nhá em nào mà đang muốn tìm hiểu thì cứ ấn đăng ký kênh bật chuông thông báo lên để em có thể là theo dõi những video em giới thiệu ở trên kênh mỗi ngày các bác nhé đấy còn anh em nào mà đang xem video có nhu cầu mua bán lắp ráp cho mình những sản phẩm như thế này thì có thể gọi điện trực tiếp cho shop qua hai số thoại đây anh em lưu ý là mua bán thì gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn zalo qua hai số này để em có thể tư vấn cho anh em thêm về cấu hình mẫu mã sản phẩm nhé tránh tình trạng lừa đảo anh em cứ gọi điện trực tiếp cho shop hoặc là kết bạn zalo qua hai số này hai số này thì đều có zalo để em có thể kết bạn zalo để em có thể là gửi hình ảnh này video để thực tế cho anh em xem đấy còn về hình thức vận chuyển hàng thì em cũng nói luôn là bên em chỉ nhận quanh thức đó là lắp ráp căn chỉnh gửi xe nguyên cây gửi xe ở thì uh, những cái chỗ nào mà anh em không nhận được xe thì em mới gửi COD Còn anh em nào mà nhận được xe thì không gửi COD đúng nhá COD gửi về anh em không biết cách lắp ráp không biết căn chỉnh rất chỉ khó đấy Anh em nào mà cứ gần đường quốc lộ hoặc bến xe thì cứ ra nhận xe nào ok nhất các bác nhá Thứ nhất là an toàn Thứ hai là hàng hóa anh em về chơi được ổn định nhất các bác nhá Rất nhiều anh em là nhận COD về xong rồi không biết cách lắp ráp này Không biết căn chỉnh xong rồi gửi đi gửi lại mất bao tiền cước ra à, Rất chỉ tốn thời gian các bác nhá Lưu ý với anh em là mua hàng thì là phải có cọc tiền trách nhiệm nhá. Rất nhiều anh em có điện đến thông bảo là cọc một vài trăm nghìn cái xong lại kêu lừa đảo này kia. Xin thông báo với anh em là nhà em mua hàng hóa rất chuyên nhiều. Đây, đấy. Chứ không phải là lừa đảo anh em làm một cái video quay trên kênh để lừa đảo anh em một hai trăm nghìn làm gì cũng nhá. Đấy. Cái này thì em cũng nói luôn để cho anh em có thể dễ dàng này. Miền Bắc là anh em lưu ý là cọc trước 300, còn miền Nam là cọc 500. Cái số tiền này thì nó không nằm trong giá trị của đơn hàng cái này thì anh em sẽ phải cọc uh, tiền hỗ trợ tiền cước xe tiền phí vận chuyển nhá đấy cước xe miền bắc là 300, miền nam là 500. đấy vì uh, cước xe này gửi nhà xe lấy cước rất kịp cao hiện tại là bên nhà xe là có những cái gói hàng gửi vào uh, trong tiền giang kiên giang là uh, sẽ thu khoảng tầm uh, uh, triệu uh, uh, 3 triệu tư một gói hàng nên anh em uh, lưu ý và thông cảm câu nhắc đấy nhưng mà đổi lại nó được an toàn cho anh em tuyệt đối câu nhắc còn à, quay lại với sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho anh em Thì em sẽ giới thiệu về mẫu X29 là 5 triệu 700 trước Mẫu X29 này là một khẩu Condo talon cấu hình tầm trung Thì ở đây là một khẩu Condo talon cấu hình tầm trung Thì hiện tại cấu hình ở đây em đang lắp là một chiếc bình nhôm 0.35 đế tròn Van cờ kết bản chuẩn công ty UN Có một khung cò ruột tay cầm gỗ Khung là khung vuông tay cầm gỗ sạc cử sơn đen Giảm âm bút neo ba khúc 6 vách tiếng nùi cành TK Hồng Kông bản 10 không tuyến Kinh ngắm đích cô đi, hàng VTG hoàn thiện một cây như này là 5 triệu 700 có tặng kèm cho anh em đó là 1 kg kẹo trì trị giá là 500 nghìn các bạn nhé đấy mẫu x 29 này tiếp theo nữa là mẫu x 30 là 5 triệu 700 cũng là 5 triệu 700 thì làm khẩu côn đô Z không nhé thì cấu hình ở đây là bình nôm 0.35 đế tròn này vạn Z cờ đi kết này à cái này nhầm rồi Đấy, cây này thì giá của nó là cao hơn 5 triệu 7 cơ Nhưng thôi, đánh rồi thì cũng bán rẻ cho anh em với giá 5 triệu 7 luôn nhá Đấy, cô bộ khung cò ruột tay cầm gỗ này Giảm âm sumo, cành tê cao hồng công Kính ngắm đích cô đi hàng VTG Đấy, mẫu này thì hiện tại bên shop đang bán với giá là trên 6 triệu đồng Nhưng mà video ngày hôm nay thì đánh sai mã thì cũng bán rẻ cho anh em luôn Đấy, bán rẻ là 5 triệu 700 mẫu Kono Z này Anh em nào thích lắp dài thì báo shop lắp dài Thích lắp talon như thế này thì báo shop, shop sẽ lắp talon cho anh em Đấy các bạn nhé X30 5 triệu 700 này Tiếp theo nữa là mã X31 là 9 triệu 900 Là một khẩu MXQ 3 lỗ cấu hình khá Có thể vụt mồi cự ly là trên 100 mét Thì à, cấu hình ở đây em đang lắp Đó là một chiếc kính ngắm BEDA TMD tâm số Hàng chống rung chống giật chống nhảy tâm Tâm 2 chữ số tâm khắc kính à, Giảm âm sniper ôm cành Dành riêng cho FX cực kỳ là êm Cành thì hiện tại ở cây này em đang lắp là cành XM8 tám khương tiến cho anh em đấy cái này thì có thể vụt mồi hai dòng kẹo là lấm trì và sở lung có thể vụt mồi cự ly là trên một trăm mét các bạn nhé bình nhôm không chấm bốn mươi hai để tròn à, van cờ đi kết bản chuẩn công ty độ combo quy ba lỗ hàng quy tactical hàng quy sài gòn quy đẹp thì hiện tại thì ở trên thị trường có rất nhiều mẫu quy dòng quy nhưng mà em cũng nói luôn là em chỉ làm duy nhất mới đối với dòng quy tactical hàng sài gòn này các bác nhé không làm quy khác đấy Mọi năm thì em cứ làm rất nhiều loại quy Nhưng mà làm đi làm lại rất chi nhiều rồi Nhưng mà độ ổn định Em thấy dòng quy này là ổn định nhất hiện tại Cậu nhé Đấy Nói chung là Anh em nào bán có thể là biết Đối với dòng quy này Thì tình trạng xì xoạt của nó thì Thứ nhất là hiếm nhá Và thứ hai Kể cả của nó có xì Thì sửa chữa khắc phục của nó rất chi là dễ và đơn giản Em nhé Đấy Nó không như những dòng quy khác nên là hiện tại thì em chỉ làm đối với dòng quy Tactical này các bác nhá. Không làm dòng quy khác khi nào mà có cảm thấy cái quy khác nó ổn định hơn thì em sẽ làm đổi sang quy khác, còn hiện tại thì chỉ làm mẫu uh, quy Tactical này đấy. X31 là 9 triệu 900 trăm ngàn. em nào mà kết thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại đây. Đấy. Em có thể là nâng cấp cấu hình, thay lên bình carbon hoặc kính ngắm hay hạ thấp cấu hình như nào thì cũng có thể liên lạc lại trực tiếp cho shop nhé. Đấy. Uh, đây là ba mẫu mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho anh em để anh em tham khảo thì anh em xem video ưng mẫu nào ưng sản phẩm nào thì gọi điện trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại kia thì video ngắn ngày hôm nay cũng uh, xin phép anh em và các bác kết thúc đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau lưu ý là anh em nào mà muốn uh, mua van thanh lý thì uh, qua kênh em để ghi mở bình luận ở bên dưới anh nhá đấy em qua đấy có thể là em sẽ làm video thanh lý cho anh em nhá